trong nắng vàng, khóc trong tiếng reo vang. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn, mừng đón xuân sang. Vui mùa xuân năm nay gặp nhau, hát tam câu nên thương nhau, cầm tay hẹn nhau cùng mơ ước xuân về. Hãy subscribe.
làn điệu nhà chảy hội, người người chảy hội và làng làng đón khách, nhà nhà cùng đón khách. Một lần nữa thì ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Nam Xuân trở về dưới vận.
là để quý vị cho một tràng hoa tay thật lớn để chia tay với đội muốn. Và ban tổ chức chúng tôi xin đến các chú tại buổi đông hội và để hẹn lại đến buổi chiều tất tánh về ạ. Thank you.
thì quý vị đồng hội trong một trăm tay lớn để tham gia những lễ hội truyền thống năm tới. Xin trân trọng cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ và kính thưa toàn thể quý vị, kính mời toàn thể quý vị khán giả 2 giờ chiều hôm nay. Mừng đất nước, mừng quê hương đổi mới. Nhân dịp kỷ niệm 917 năm ngày sinh của Đức Thành Hoàng Hàm, Thái úy Tô Hiến Thành, được sự đồng ý của ban tổ chức lễ hội xã Vĩnh Quỳnh, hôm nay ngày 10 tháng 3 năm 2019, tức ngày 5 tháng 2 năm Kỷ Hợi, nhân dân thôn Quỳnh Đô tổ chức lễ hội khai mạc Hội làng Quỳnh Đô Xuân Kỷ Hợi 2019 để duy trì truyền thống hội làng và nâng cao hiểu biết của nhân dân trong thôn, khách thập phương về thân thế sự nghiệp cũng như tôn vinh công lao của Đức Thành Hoàng Hàm, Thái úy Tô Hiến Thành. Thay mặt ban tổ chức lễ hội thôn Quỳnh Đô, tôi xin trân trọng giới thiệu tới dự lễ khai mạc Hội làng Quỳnh Đô năm 2019 ông Nguyễn Đình Thuật, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Vĩnh Quỳnh, bà Nguyễn Thị Thu Hồng, huyện ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng ban tổ chức lễ hội xã Vĩnh Quỳnh, Thượng tọa Thích Trí Như, trưởng ban trị sự giáo hội Vân Nam, huyện Thanh Trì, phó ban tổ chức trụ trì chùa Linh Thông, Quỳnh Đô, phái đoàn, cán bộ và nhân dân Phật tử thôn Văn Lãng, xã
Quang Trung, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Đại đức Thích Minh Thuần, thư ký ban trị sự Phật giáo huyện Thanh Trì. Các ông, các bà trong Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể xã Vĩnh Quỳnh, Công an huyện Thanh Trì phụ trách tại địa bàn xã và thôn Quỳnh Đô, các cụ, các ông, các bà đại diện cho ban lãnh đạo thôn Hạ Mỗ, Lạc Thị, quê hương của Đức Thần Hoàng Hàng, Thái úy Tô Hiến Thành. Kính bạch thượng tọa, kính thưa các cụ cao nhân, kính thưa các quý vị khách quý, thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể dân làng thôn Quỳnh Đô và quý khách thập phương. Hòa trong không khí của nhân dân và cán bộ xã Vĩnh Quỳnh mừng xuân kỷ hợi, mừng đảng quang vinh, mừng đất nước, thủ đô và quê hương Vĩnh Quỳnh đổi mới. Hôm nay, cán bộ và nhân dân xã Vĩnh Quỳnh cùng dân làng thôn Quỳnh Đô long trọng tổ chức lễ hội truyền thống xuân kỷ hợi 2019. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể dân làng thôn Quỳnh Đô. Đình làng Quỳnh Đô là nơi thờ Thánh úy Tô Hiến Thành, một danh nhân của đất nước. Đình làng thôn Quỳnh Đô được nhà nước công nhận và xếp hạng di tích lịch sử văn hóa vào ngày 30 tháng 10 năm 1989. Trong nhiều năm qua, được sự quan tâm đầu tư của các cấp, dân làng và quý khách thập phương đã bỏ ra nhiều công sức, tiền của, vật liệu để tu bổ, trùng tu và sửa chữa ngôi đình khang trang, giữ lại vẻ đẹp nguyên xưa, tôn nghiêm của nơi thờ cúng các vị tiền bối. Hàng năm, dân làng Quỳnh Đô mở hội từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 2 âm lịch để tưởng nhớ công lao của Ngài đối với dân, với nước. Lễ hội làng Quỳnh Đô không chỉ tôn vinh những công lao hiển hách của thành hoàng làng mà còn diễn tả thời gian lịch sử, đó chính là tâm thức hướng về cội nguồn. Đến với lễ hội làng Quỳnh Đô, mọi người cứ quên hết những lo toan ngày thường mà hòa mình vào hội. Kính thưa các cụ cao niên, kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể dân làng thôn Quỳnh Đô thân mến, phát huy truyền thống anh hùng của dân tộc, của quê hương, trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Vĩnh Quỳnh nói chung, dân làng thôn Quỳnh Đô nói riêng đã đoàn kết một lòng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng quê hương Vĩnh Quỳnh ngày càng đổi mới, phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng hướng, thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa và người có công với cách mạng. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, đời sống tinh thần vật chất của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Phát huy những thành tích đã đạt được, bước sang năm 2019, thay mặt các đồng chí lãnh đạo xã Vĩnh Quỳnh, tôi đề nghị ban lãnh đạo thôn Quỳnh Đô cùng toàn thể dân làng hãy đoàn kết thống nhất, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, thực hiện hương ước, quy ước của làng, quy chế dân chủ cơ sở, giữ vững danh hiệu làng văn hóa cấp huyện, cùng chung sức xây dựng làng Quỳnh Đô nói riêng, xã Vĩnh Quỳnh nói chung ngày càng giàu đẹp, văn minh. Để tỏ lòng thành kính và biết công ơn lao của Đức Thành Hoàng làng, tôi đề nghị các quý vị đại biểu, quý khách thập phương cùng dân làng có mặt tại đây hàng ngũ chỉnh đề, kính cẩn nghiêm mình, trân trọng làm lễ dâng hương phút tưởng niệm. Bắt đầu. Hội chúc lễ hội truyền thống thôn Quỳnh Đô xuân kỷ hợi 2019 thành công tốt đẹp. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc lễ hội truyền thống thôn Quỳnh Đô xuân kỷ hợi 2019. Xin trân trọng cảm ơn. Thank you.
Dạ vâng, kính thưa thật thì we'll be right back.
Thank you.
quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương là con diều biết tuổi thơ, con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ em.